Chỉ trong thời gian ngắn, hai vụ phẫu thuật thẩm mỹ khiến cho hai nạn nhân tử vong thực sự là câu chuyện rất đau lòng. Chúng tôi nghĩ rằng là việc nhắc lại sự ra đi của nạn nhân sẽ khiến cho gia đình họ xót xa. Nhưng nói để không còn sự việc đau lòng như vậy nữa thì cũng là việc nên làm và cần làm. Làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ là nhu cầu chính đáng. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ tức là dùng dao kéo và xâm lấn rồi. Việc này không đơn giản như là kẻ chân mày hay là đánh son nữa. Vì vậy cần phải có những bác sĩ chuyên ngành thực hiện, được cấp phép đàng hoàng, có chứng chỉ đàng hoàng. Ấy vậy mà trong các cuộc kiểm tra đột xuất vào sáng nay của Sở Y tế thành phố Hà Nội, hàng loạt các thẩm mỹ viện vi phạm quảng cáo thực hiện các dịch vụ y tế như là nâng mũi, cắt mí khi không được cấp phép, có những cơ sở từng bị xử phạt và đình chỉ nhiều lần. Cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội trên đường Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Khi đoàn thanh tra đến, cơ sở này đã cố tình trì hoãn thời gian, kiên quyết không mở cửa. Phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương, công tác kiểm tra mới được tiến hành. Hàng chục người đang chờ được thực hiện phẫu thuật. Còn tại các phòng nhỏ, nhiều người vừa được thực hiện cắt mí, bóc mỡ và tiêm filler. Hay là gì? Bóc mỡ, cắt mí dưới. Vâng. Thế ai làm cho? Bác sĩ ở bên phòng ấy không biết tên gì. Con gái. Những dụng cụ thực hiện không đảm bảo vô trùng, người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề. Mỗi ca tiểu phẫu này được thu từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Cơ sở thẩm mỹ này nằm ngay tại mặt phố với sự ra vào liên tục của người dân. Thế nhưng khi được hỏi chính quyền địa phương lại không hề nắm được những hoạt động không phép. Vì thẩm quyền của phường thì có dừng lại ở những cái việc mà giám sát thôi. Còn những cái việc xử lý vi phạm, ví dụ tháo dỡ biển, rồi là thậm chí cả các cái biện pháp mạnh khác nữa đối với cả hành chính, đối với cái người chủ ở đây. Thế nhưng cái này phải quận cũng đã ít nhất có 2 văn bản xuống phường để phối hợp để xử lý bảng biển rồi. Thế nhưng mà cái này cũng thật từ tháng 11 em là cũng không kiểm tra được. Trước đó, cơ sở này được mang tên Thẩm mỹ viện 108 đã 3 lần bị xử phạt, đình chỉ do hoạt động các dịch vụ y tế không phép. Còn cơ sở mới mang tên Thẩm mỹ viện Hà Nội đã được đăng ký kinh doanh dưới tên người khác và do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp phép. Thế nhưng, hoạt động kiểm tra của quận không được thực hiện với lý do bận công tác dịch bệnh. Trước đây đã đăng ký kinh doanh là Phạm Văn Phú. Thì năm ngoái thì quận đã xử lý rồi. Thế chúng tôi cũng đã nắm được là cái cơ sở này là cũng đã có thay đổi đăng ký hộ, tức là chủ mới, không phải Phạm Văn Phú nữa mà là Nguyễn Xuyên Hà. Thì quận trong thời gian vừa rồi thì cũng chưa kiểm tra được. Một cái thực trạng lớn là đa số khách hàng tìm hiểu các cơ sở thì trên mạng thông tin xã hội và không chính thống, và do đó thì cái việc kiểm soát cái việc quảng cáo của các cơ sở như này là rất khó khăn, cần có sự hợp tác rất là chặt chẽ của ngành thông tin truyền thông trong lĩnh vực quảng cáo để có thể ngăn chặn, rà soát ngay từ khâu quảng cáo để cho khách hàng người ta không thể tiếp cận được với thông tin với những cái cơ sở mà không phép như thế này. 90 triệu đồng là số tiền cơ sở này sẽ bị phạt vì vi phạm thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn không phép. Lợi nhuận nhiều, số tiền phạt ít. Đây là lý do khiến dù bị phạt, các cơ sở thẩm mỹ này sẵn sàng đổi tên, đổi người đăng ký để tiếp tục kiếm tiền. Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết thường xuyên phải điều trị các can thiệp bị hỏng, sai lầm tại các cơ sở thẩm mỹ không phép. Rất nhiều người trong số này xem quảng cáo trên Facebook và mách nhau là đi làm đẹp mà không cần biết là có phép hay là không. Người làm có chuyên môn hay không? Có bằng cấp hay không? Ngành thẩm mỹ là một cái ngành mà thu lại lợi nhuận rất cao. Do đó người ta sẽ dùng mọi biện pháp, dùng mọi cách để người ta có được bệnh nhân. Thế thì tôi cũng có một lời khuyên dành cho những cái bệnh nhân mà đi làm thẩm mỹ. Thì mình phải có cái tỉnh táo là bất kỳ một cái can thiệp nào mà có dùng các vật sắc nhọn hoặc là dao kéo kim can thiệp vào cơ thể thì các bạn phải đảm bảo được 3 yếu tố. Cái thứ nhất đó là cái cơ sở làm phải được phép của Bộ Y tế, của Sở Y tế các địa phương. Cái thứ hai là cái người làm phải có chứng chỉ văn bằng và có giấy phép hành nghề. Và cái thứ ba là bất kỳ cái sản phẩm nào tiêm vào cơ thể mình cũng phải được phép của Bộ Y tế. Dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền không phải là nhỏ để làm đẹp tại các cơ sở không phép, không bác sĩ, để rồi phải hối hận suốt cả cuộc đời. Sau đây là chia sẻ của những nạn nhân làm thẩm mỹ hỏng, đã nhiều tháng nay phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chưa biết bao giờ mới khỏi.
Bệnh nhân này đã phải phẫu thuật 5 lần vì có rất nhiều ổ áp xe. Bác sĩ phải sạch đùi và mông để tháo mủ. Nguyên nhân là do tiêm filler tại một cơ sở không được cấp phép và tin vào những lời quảng cáo của chủ cơ sở. Chữa rất là dai dẳng và lâu dài. Bởi vì là nó lẩn ở trong những cái hạt silicone, nó lẩn tít ở trong những thớ cơ của em. Cái lúc tiêm ấy, là ở những cái spa đấy người ta không được học y. Người ta tiêm vào, như bác sĩ là giải thích cho em, là người ta tiêm vào mông của mình nó rất là nhiều lớp biểu bì. Đó là người ta tiêm vào nhiều tầng biểu bì đấy, thì tiêm đến đâu thì nó sẽ phá cái sự liên kết đấy ra, xong vón cục, thành vón cục thì thành ra là nó sẽ bị viêm. Còn bệnh nhân này đã mất 200 triệu đồng để sang Hàn Quốc điều trị và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì phần mông tai biến sau khi tiêm filler. Bệnh nhân cũng tiêm tại một cơ sở không phép làm tại nhà. Em có gọi điện em hỏi thì bạn ấy bảo là không sao, do thời tiết thôi. Bạn ấy nói như vậy. Thì cứ như vậy, mỗi một lần gọi điện thì bạn ấy đều nói như vậy. Sau đấy bạn ấy gửi tin nhắn theo tên thuốc để em mua. Sau đấy thì đến khoảng tầm 3 lần, đến lần thứ 3 thì em bị không đi được. Sưng nóng và sốt, thì em vào trong bệnh viện. Hai bệnh nhân này cho biết các cơ sở này dù không phép, không học gì về y tế, nhưng rất đông người đến để tiêm filler, thậm chí còn nhận là bậc thầy mở lớp đào tạo tiêm filler. Chị thì là kiểu làm filler lâu năm rồi thôi ạ. Chị cũng tiêm cũng có tiếng trong nghề rồi, cũng là một bậc thầy, cũng dạy tiêm filler, tiêm môi hoặc là căng chỉ mặt. Đấy, về tất tiêm cằm, tiêm môi, tiêm mắt các thứ. Đấy, cũng là đi dạy người ta, cũng là cô giáo luôn. Nhưng mà chị không học y thôi. Một phần là bọn em cũng không có hiểu biết gì về filler. Và cái thứ hai là chỗ quen biết thì cũng chơi rất là thân và lâu rồi, nên là cũng tin tưởng bạn ấy. Bạn đấy tư vấn là mông là lên tiêm bao nhiêu cc. Thì là em tin bạn ấy, thì sau đấy đã để cho bạn tiêm. Tiêm tên thuốc là gì và bạn đấy cứ thế là tiêm thôi. Hối hận là điều mà hai bệnh nhân này đã nhận ra sau khi trải qua rất nhiều đau đớn và tiền của. Vâng, nhiều người bây giờ vẫn bảo là dù đẹp nhân tạo còn hơn là xấu tự nhiên. Nhiều người nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà thay đổi cuộc sống của mình. Họ tự tin hơn, xinh đẹp hơn, thành công hơn. Nhưng có những người cũng phải trả giá bằng một cái mũi vẹo bên trái, ngủ mà không nhắm được mắt bên phải và thậm chí là còn cả mạng sống của mình nữa. Cơ bản là các anh chị em thì thực hiện ở các cơ sở không có phép. Vì vậy, đừng chỉ nghe truyền tai nhau mà nên đến những cơ sở cấp phép đàng hoàng, có bác sĩ chuyên khoa.